Chào bạn, nào hãy ngồi ngay ngắn lại và thật tập trung. Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về chính các bạn. Bạn là ai? Nest ở Nest đó là năng động, cá tính, trách nhiệm và chuyên nghiệp. Và tại đây, các chuyên viên hoạt động tài chính được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng. Họ có những kỹ năng vô cùng tuyệt vời và một tinh thần thép. Vốn dĩ mỗi Nestor là một ngôi sao. Bạn muốn gì? KPMG là một trong những doanh nghiệp cao quý trong ngành bảo hiểm nhân thọ mà hầu hết các Nestor chúng ta đều được chính phủ. Tại Nest, một điểm văn hóa nổi trội là hầu hết các chuyên viên đều đạt được danh hiệu DAT trong thời gian từ 1 đến 1 năm rưỡi làm việc tại đây. Bạn đã làm gì? Có đến 25% Nestor trở thành DAT mỗi năm. Chúng ta luôn đạt hoặc vượt chỉ tiêu từ 100 đến 150% tại các DAT dành cho Nest hàng năm với tốc độ tăng trưởng cực kỳ chóng mặt. Nhưng khi đại dịch bùng phát, nó là một thời điểm vô cùng khó khăn vì mình không có thể đi gặp trực tiếp khách hàng được. Nỗi lo về mặt sức khỏe của khách hàng trong giai đoạn này là cực kỳ lớn. Như thế là kinh hoàng, sẽ không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, mọi Nestor sẽ phá bỏ mọi khó khăn. Đây là chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất toàn cầu. Đây là một danh hiệu rất là cao quý của đây đạt được trong rất nhiều hạng bảng. Và năm 2021 này, chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất thế giới. MDRT là một mục tiêu đầu tiên để cho các bạn chứng minh được khả năng và tầm vóc của mình trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Hôm nay thì khi đã có Nest thì chắc chắn có một điều là ai cũng sẽ là MDRT. Các bạn đã làm rất tốt trong những năm qua, thích nghi thành công trong tâm thế khiêu chiến và khó khăn và với một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, hãy tiếp tục phát huy và tăng tốc về đích MDRT 2022-1. Với mục tiêu hoàn thành 100% KPI về MDRT trong năm 2021 là điều hoàn toàn có thể. Và tôi tin tưởng tất cả các thành viên trong câu lạc bộ MDRT Nest Hồ Chí Minh sẽ về đích MDRT 2022 trong năm nay. Are we ready for a big close for 2021? Our MDRT AA Group is number one in the world. So for AA Vietnam, it's really important. Chăm ban chăm, chong, kiên cường và quyết tâm. Good luck and have a strong close to 2021. Đối với tôi, làm việc thì phải làm cho tốt nhất. Đã chinh phục danh hiệu thì phải chinh phục danh hiệu cao quý nhất. MDRT 2022 chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Không có khách hàng nào có thể cả nước và đến đây là nói về cho cả phía sau quảng sáng và một sự quảng sáng trên đường của MDRT 2022. Tôi chính là MDRT 2022.